cho mọi người nha. View cho mọi người xem là hiện tại là mảng đình hồng ở quê mình nó như thế nào nha. À, đây là mọi người đây nè, đó. Hiện tại là mảng đình hồng cái lá là nó cái này rồi. Thật ra là mỗi người trồng mỗi kiểu nha. Ví dụ như là mảng đình hồng của mình á, thì nó còn nhỏ hơn đi nữa. Do là mảng đình hồng của mình nó là giao hết cho mọi người á, cái rồi còn thừa mình trồng, cho nên của mình nó còn nhỏ hơn. Vừa rồi ở quê mình mưa, mưa coi như là mưa sắp mặt luôn mọi người coi nè, cho nên là nhìn nó rất là chết. Của mình là chết cũng nhiều mọi người, chết cây á, do mưa nhiều chết. Đưa mọi người đi một lượt nha. Ở đây thì trồng mảng đình hồng rất là nhiều, anh em tập trung lại trồng mảng đình hồng thì mình sẽ view ở chỗ đây cho anh em xem là tình hình mảng đình hồng ở quê mình nó ra sao, để anh em có thể cùng nhau ngó qua ngó lại, để ví dụ của ai mà nó nhỏ quá thì mình tứ phân vô cho nó mau lớn, còn của ai mà nó lớn quá thì mình tứ ít ít phân lại để cho từ từ là chờ nha mọi người, giống như chờ vậy đó. Thì mình trồng mà nó mình phải ngó qua ngó lại để mình biết, để mình chăm sóc cho nó kiểu giống như cho nó gần gần với nhau á, trúng mà trúng hết mà đặt đặt nguyên đếm đó, đây đẹp nữa không. Mưa xong rồi anh em xem này, lá lú luôn, nhìn phát chán luôn á. Cái này trồng hai cây một lần. Nhìn chung là có cây thì nó cũng, ví dụ như cây mình nè, cây mình nó cũng có cây được như vậy nè. Giờ nhìn nó kiểu nó trắng trắng gấm gấm gì vậy mọi người ha. Nè, nhìn lá lú rồi. Mưa quá mưa mà. Mình sẽ đưa mọi người xem ở phía bên này, ở phía bên này. Thì bây giờ mình sẽ đưa mọi người qua bên kia xem nha. Ở đây là người ta họ trồng cây chảo này mọi người, để chuẩn bị họ trồng hướng dương. Hướng dương nha. Cái này là mảng đình hồng mình trồng trong chậu nhựa này mọi người. Vừa rồi mưa dữ quá cái nó hư hết trơn hết trọi rồi. Cái của mình á, là sau khi giao cho mọi người xong cái là ba còn mấy cái đồ lúc chút á, thế rồi giờ mình trồng thì của mình nó còn rất là nhỏ so với của mọi người nha, là vì lý do hồi nãy mình nói đó, là sau khi giao hết cho mọi người rồi thì còn dư á, còn mấy cái đồ lúc chút mình thấy nó không thể giao được cho mọi người thì mình mới lấy ra mình trồng đó. Thì bữa nay nó gớm quá mọi người, tại vì biết sao mình trồng sau cho nên mình cũng sợ tại vì cái đồ trồng sau mà, cho nên là nó không có được đẹp á, cho nên nhìn gớm còn hư. Còn lúc chút không à. Có mấy cây nó giống như nó ăn ra giá thẻ rồi nó phát, nó nhìn đỡ bớt chút xíu. Còn trời ơi. Mưa một trận mà nó chết hơi bị nhiều luôn anh em coi nè. Hồi sáng thấy nó còn đỡ, bây giờ nắng lên cái nhìn nó hư quá cho hư luôn. Chấp nhận thôi anh em. Ở đây là cái của mình nha.
chuẩn bị sắp tới mình trồng cái màu đỏ phía bên này. Cái đây là để chờ trồng màu đỏ nha. Trời, có anh em coi nó héo nè, mưa mà nó thúi nè, cho anh em xem này. Không, mưa mà nó thúi, nó hư dày thôi chứ chịu đời không nổi nha. Bữa trước ở bên này người ta trồng, mình có quay cho mọi người xem á, thì bữa đó hình như là ở đây là trồng bữa mùng năm mùng sáu gì đó nè, phía bên này nè, này mùng năm mùng sáu, cho nên anh em thấy là hiện tại bây giờ nhìn nó có vẻ lớn đúng không, nè nhìn nó có sức sống liền ha. Nhìn đó. Trời, biết bao giờ mình mới được cái này trời. Trời, nhìn đẹp quá anh em. Họ trồng sao mau lớn thiệt luôn á. Do họ trồng trước á, với lại khi mà người ta họ trồng trong cái ly to á mọi người. Họ đế vô cái ly bự á, nên nhìn có sức không. Nhỏ nhỏ mà nó nhiều lá vậy nè, sau này lớn á, nó có nhiều nhánh xung quanh. Quá trời luôn. Đó, mọi người xem. Đây lá quá trời lá anh em xem nè. Đó. Đó. Lá quá lá luôn. Rồi, giờ mình sẽ qua cái đám ở phía đây này xem nha mọi người. Trời ơi, coi nè, đống lá luôn nè. Nhìn hấp dẫn không? Bữa nay là ngày 20 tháng 9 rồi nha mọi người. Nay là ngày 20 tháng 9 rồi đó. Trồng mãn đình hồng á, mình nói rất là nhiều lần rồi. Nó nói chung là nó đạt khoảng cỡ 50% cũng là hay rồi đó nha mọi người. Wow, cái đám bên này bằng cái đám bên hồi nãy nè. Còn cái đám đầu tiên mình quay cho mọi người nhìn gớm. Đây tầm đẹp kia không? Quá trời lá rồi nè. Cây lá ở đây to to nhỏ nhỏ hơn cái chén một tí xíu nè anh em xem này ha. Dài ngang. Đó mà nó ăn phân vô á, nó phát nha. Nó lớn rất là nhanh nha mọi người. Nó còi còi vậy đó, nhưng mà nó ăn phân, nó bén rễ ra ngon lành rồi một phát ha. Nó lớn coi như là nó lâu nó lại không kịp luôn á. Thiệt. Mình nói thiệt nha anh em, một khi mà cái cây mãn đình hồng này nè, rễ mà nó ăn ra nó nhiều, nó bén rễ nó phát rồi một phát ha. Nắm mà lôi nó lại nó cũng không chịu lại cho anh em luôn, nó cứ lớn thôi là lớn luôn. Đây. Ok, ở đây mưa này, mưa xong nhìn nó cũng gớm không. Ở đây có cây nhỏ gớm. Cái cây đây nhỏ bằng cây của mình luôn á. Anh này. Trời ơi. Đúng là hậu quả của mưa gió. Ở đây mọi người đó, hậu quả của mưa gió này. Trời. Nhìn ghê không?
Thì nhìn chung ở quê mình mảng đình hồng là nó cỡ này nha, người ta họ trồng sớm á cho nên nó cỡ này. Ở phía bên này thì là nhìn nó có vẻ hơi nhỏ hơn, nhỏ hơn cái đấm đầu tiên á. Mình lại cái đấm đầu tiên cho quay cho mọi người xem lại, thì nó nhỏ hơn tí xíu nha mọi người. Cái của mình thì nhỏ hơn luôn. Không biết là ở chỗ mọi người là như thế nào. Thì trong quá trình kiểu giống như mình trồng hoa đó, nơi này nơi kia mình xem để mình, như đầu clip mình có nói đó, là nếu mà giả sử như người này trồng nó lớn, mình cảm thấy nó chưa lớn bằng thì mình tứ phân cho nó bằng. Một cái là anh em mà trẻ cùng trẻ mà sớm cùng sớm nha anh em, trẻ nó trồng hoa chảy nó mới vui. Thì mình quay cái clip này là kiểu như cập nhật tình hình mảng đình hồng. Còn bây giờ mình kết thúc cái video nha anh em.